Xin kính chào toàn thể các bác. Có nhiều các bác thấy em đi lắp đặt những hệ thống âm thanh rất nhiều, và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái sản phẩm đi cùng với những hệ thống âm thanh cơ bản, đó là cái sản phẩm phụng đại công suất. Cái máy này thì nó là siêu gọn, chiều sâu của nó đầu đó nó rất hạn chế, nó khoảng là 42 cm bao bì, và chiều còn lại là có 58 cm. Thì trên đây là những cái tủ này, là tủ của nhà. Em sẽ demo cho các bác xem nó giống như là cái tủ của các bác đang dùng. Nhiều các bác nhà mới xây hay nhiều các bác đang sử dụng những hệ thống cơ bản rồi, nhưng cái tủ ấy, để kê đồ ấy, thì cái kích cỡ của nó lại có hạn. Chiều sâu của tủ từ sau kia này ra đến cái miếng gỗ đây này là vào 42 cm, nhưng khi mà cái cục đậy ra thì đâu đó nó chỉ có khoảng dưới 40 cm nhé. Cái cục đậy này nó khoảng dưới 40 cm. Tổng thể cả cục đẩy thì nó sẽ phù hợp với những cái kệ tủ này cho các bác, siêu ngắn gọn và cực kỳ hiệu quả, và công suất đầu ra cũng khá là lớn. Chương trình là 800W trên 8 ohm, 4 ohm là hơn 900W và 2 ohm là trên 1000W. Nhưng như các bác chơi hai kênh dồn lại một, ta đánh dồn kênh ấy, thì công suất nó sẽ đâu đó nó khoảng tầm 1600-1700W. Trên 8 ohm, 4 ohm nó vào là khoảng hơn 2000W đấy. Nó khoảng như thế, em không nhớ chính xác, nhưng bây giờ em sẽ unbox sản phẩm ra quay cho các bác cùng xem nhé. Đây sản phẩm cục đại công suất nhập khẩu chính hãng từ CB Audio. Đây là cái máy này, CB Audio C4800 đó. Tem phiếu nhập khẩu công ty đầy đủ các bác nhé. Đây là cái thông số speak, thông số nhà hãng đề ra này. Thì ở đây là công suất trên tải 8 ohm là 800W trên tải 8 ohm, 4 ohm là 1200W, 2 ohm là 1400 và 8 ohm prime là 1900, 4 ohm prime là 2600. Đây là cái thông số chi tiết hơn này, các cái chế độ bảo vệ này. Đấy. Đó. Thông số rất đầy đủ. Cái chế độ máy khuếch đại công suất đầu ra là Class D. Đấy. Trọng lượng 16 kg, rất gọn nhẹ. Này như các bác đủ để ý này, damping. Thì với cái cục công suất này, cục đẩy này, nó phù hợp cho các bác chơi gia đình. Cụ thể là nếu như các bác chơi một cặp loa 40 em đang bày sẵn đây, đó là B15, thì nó vẫn dư thừa công suất thoải mái. Công suất cặp loa này thì khuyên dùng là tầm 500-800W là chơi được. Còn các bác một điều kiện là các bác sẽ sử dụng thêm một chiếc súp, ví dụ như là B15 em đang để trên góc đây. Thì bây giờ em sẽ kết nối đấu hết cả bộ này, cũng có một cái vang số hàng vãi này, một chiếc trầm 40. Đấy, trên đây là B15 và sẽ đánh bằng cái con đẩy này, test công suất cho các bác cùng xem. Cái công suất thực tế một con này chơi trong gia đình nó có đủ chơi không nhá, đây là tiện luôn này. Và bây giờ em sẽ đo cho các bác xem cái kích cỡ của cái máy này, cái kích cỡ số đo đầy đủ. Chiều ngang tai này là 48,5 gần 49. Chiều sâu toàn bộ máy là vào 32 cm, 32.2 cm. Đấy, 32 cm, mà trong khi đó là cái khoang tủ này nó yêu cầu là bao nhiêu? Cái khoang tủ này nó yêu cầu là vào 42 cm. 42,2 hay 42,3 này là kịch hết cỡ, mà trong khi đó đẩy này nó nhét vào đây là có 32, thì tức là đặt đẩy đây vẫn còn dư thừa cả đằng trước cả đằng sau. Cái các bác đóng cái cửa tủ vào đây nó cũng không thể làm kích ở trong này, nên là cái đẩy này nó vào kia tủ này nó khá là hợp đấy nhá, vào cái tủ này nó khá là hợp về kiểu dáng hình thức. Thì năm em sẽ ghép lên cả bộ và đánh nhạc thôi, chứ còn là test mic thì chắc là clip lần sau. Hôm nay mang đồ về vội quá không mang mic về.
nên là cũng không thể tem bích được. Đấy. Đây là cái cục đẩy 4 kênh chuyên dùng cho các bác sĩ karaoke gia đình. Đấy, hàng nhập khẩu chính hãng của CB Audio. Các bác cũng quét mã QR code này. Đấy, trông nó rất là đầy đủ. Nhìn trông đẹp, sang, xịn nha. Ok, sau khi setup xong thì đây là toàn bộ các bác đang xem là cái cấu hình em đang demo tại nhà. Thì tương tự nhà các bác vậy. Khi nào các bác hát thì mở hết cửa ra nha. Để đóng cửa vào nhìn om lắm. Sau khi mà nghiên cứu xong một số sản phẩm ví dụ như vật liệu tiêu âm hay là các cái chat tiêu âm để gắn vào tường này thì em sẽ cung cấp ra thị trường. Với cấu hình đây các bác đang xem đây rất là cùi, một cái cục đẩy, một cái vang số và em đã cân chỉnh RTA nó đầy đủ như thế này. Đấy, nó đầy đủ như thế này. Điểm giao thoa giữa ba tép thì nó như này, rất phẳng. Đấy, nên là đáp tuyến nắn thì nó phải phẳng này nhá, nhưng mà khi chỉnh nhạc để mà hát ok và chỉnh mic thì cái nhạc sẽ phải chỉnh thêm vào phần music và mic thì sẽ chỉnh thêm một phần mic. Nó còn miễn đáp tuyến nó gần phẳng hoặc càng phẳng càng tốt thì là nó cái điểm ưu tiên. Cũng có thể là tùy theo mỗi người, gần như phẳng thôi để mà gọi là cân bằng cái âm lượng. Mình thi thừa đoạn nào thì sẽ sử dụng trên cái công cụ Spectrum này để đo và cắt. Đấy, ví dụ rú rít mấy đoạn nào thì chúng ta sẽ cắt ở trên cái Spectrum này. Đấy. Rít thì nó chỉ nhọn hết lên một điểm thôi. Đấy. Đấy. Giải tép lên kinh khủng. Đó. Thì đây là các bác đang xem là cấu hình demo này nhá. Em thì cũng chỉ giới thiệu qua thôi. Còn chi tiết thì sẽ có một video riêng. Và bây giờ thì sẽ test nhạc ngắn gọn thôi. Một bản dân ca. Các bác nghe một tiếng cái noise này thì là do cái hệ thống này là em chưa làm tiếp địa đây nhá. Chưa làm tiếp địa. Khi mà đã tiếp địa cho cục đẩy vang số thì nó sẽ không có tiếng xì như này đâu. Đó, nó sẽ không có luôn. Không có tiếng xì như này đâu. Đây là chưa có tiếp địa. À, tất cả máy móc đây, thiết bị đây. À, và sẽ có những cái clip sau thì em sẽ nhiều cái hay hơn cho các bác xem. Các bác đeo tai headphone để cảm nhận cái tiếng súp nó đánh. Có vị cao khê gia đình tiêu biểu. Cặp này có trên 7 triệu và con súp này hơn 4 triệu. Là hơn 10 triệu. Cục đẩy này vào nữa là vào mười mấy triệu nữa, cộng thêm cái van, cộng thêm bộ nữa khoảng hơn 20. Cục đẩy này em sẽ hiện tại chưa báo giá nhé. Tai headphone vào để cảm nhận nhé. Cái tiếng súp vào đánh rất hay luôn. Thì bây giờ em sẽ phát lại cái đoạn đầu tiên bản nhạc cũng rất là hay. Bữa sau thì em sẽ demo F28 với không gian gia đình như này. Đây là test công suất nhỏ đấy nhá. Hôm nay gần 10 giờ rồi mà
cửa mở tung hết ra này, không mở cửa không nghe được đâu, nó khó chịu lắm. Ra ngoài này nghe tiếng súng nó đánh rất là ghê. Ở nhà làm được mà có mỗi cái phòng dội âm quá, nghe nó khó chịu. Nên em sẽ hẹn các bác trong những chương trình video clip lần sau, cố gắng sẽ làm sao sẽ xử lý hết cái tiêu âm ở trong những môi trường như ngôi nhà này, mà xử lý hết được cái tiêu âm nó một cái vấn đề rất là ghê gớm luôn. Đấy, ok. Thì các bác nào quan tâm đến hệ thống này thì liên hệ trực tiếp nhé. Cái hệ thống gồm là B15F, súp là BB15S, cục đẩy 4 kênh, mới nhập khẩu chính hãng của CB Audio C4008, vang số tùy từng loại, hàng vãi hoặc hàng mới, nó đâu khoảng tầm hơn 3 triệu cái vang số. Với một bộ mic không dây nó khoảng tầm 4-5 triệu, bộ mic không dây thì nó khoảng tầm 25-28 triệu thôi. Các bác cũng sẽ chưa cần karaoke gia đình được, mà cũng có thể là ra ngoài trời chơi được, rất là đầy đủ. Ok, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé.